Đức Phật bậc toàn giác bị vu oan, con không nghĩ đó là nhân của quá khứ. Mà nếu là nhân của quá khứ thì công hạnh của bậc chánh đẳng chánh giác viên mãn vẫn phải bị quả, cho dù tâm ngài thản nhiên với những lời nói vu oan đó hay sao? Hay là vì chúng sanh còn tham sân si sai sử nên mới hành động nói năng vô minh như vậy, nhưng ngài vẫn từ bi hỷ xả vô lượng yêu thương chúng sanh? Thưa quý vị, đó, cái nghiệp mà ngài bị vu oan, bị nàng chính cha mà độn bụng vu oan cho ngài đó, là do quả của một cái ác nghiệp thời xưa. Đó là trong một lần đó, ngài dẫn đệ tử đi đến đi vào rừng thì thấy một người đang ngồi thiền, thì vị này mới buông cái lời vu khống đó là ngó vậy chứ chưa chắc gì đã thiền đã tu hành gì đâu. Thì khi mà Bồ Tát buông cái lời vu khống như thế đấy thì nó tạo ra ác nghiệp. Tại vì á, cái người mà Bồ Tát vu khống đó là một vị có chứng thiền định và vị đó đang nhập định đấy. Do đó Bồ Tát khi mà ngài trở thành Phật trong kiếp chót, ngài vẫn còn phải chịu cái quả luân hồi. Xin nói nó giống như á, nó giống như một cái mảnh ruộng, thì khi mà quý vị gieo cỏ, quý vị trồng cây, quý vị trồng cây xuống, nó mọc rễ, nó đâm chồi, nó mọc lên, thì nó sẽ cho những cái quả, và cái quả đó nó lại tiếp tục nó gieo cái nhân xuống, nó tiếp tục nó gieo cái nhân xuống, và quý vị vẫn phải hưởng tiếp những cái quả mà cái mảnh ruộng nó đưa ra. Nhưng mà đó, khi mà quý vị quyết định quý vị không có gieo trồng nữa thì nó chỉ có nghĩa là quý vị không có gieo thêm những cái nhân mới vào thôi. Còn những cái quả cũ đó, nó trổ vào đúng dịp đó, nó tới thời, nó tới điểm nó trổ thì nó vẫn còn trổ. Tại vì sao? Đất vẫn còn. Chỉ cho tới khi nào á mà quý vị dẹp luôn cái mảnh đất đó thì khi đó mới không còn nhận cái quả đó nữa. Cũng vậy, cho tới khi nào Đức Thế Tôn đó, Đức Phật hoặc là chư hàng thánh tăng còn mang cái thân sắc này, còn mang cái thân sắc phàm tục này đấy, thì vẫn còn cái cơ hội cho những cái quả báo nó trổ. Dù cho ngài là một vị chánh đẳng chánh giác đi nữa thì những cái thiện nó không có nghĩa là ngài có thể thoát khỏi cái nhân quả khi mà ngài còn mang cái sắc thân này. Chỉ cho tới khi nào đó ngài nhập niết bàn thì niết bàn đó nó mới chấm dứt hoàn toàn, không còn quả báo nữa. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là một vị chánh đẳng chánh giác là ngài là không còn các cái nghiệp bất thiện. Ngài còn chứ, ngài còn, chẳng qua là cái nghiệp thiện của ngài quá nhiều đi, nhưng nó không có nghĩa là ngài không có các nghiệp bất thiện, nó vẫn còn. Thành ra đó, nếu như mà quý vị nghĩ là một vị chánh đẳng chánh giác không phải trong khi còn mang cái thân người mà không phải chịu cái quả của ác nghiệp quá khứ thì đó là một cái tri kiến sai lầm ha. Đó là một tri kiến sai lầm, hay nói một cách nó thẳng hơn thì nó là tà kiến. Bất kỳ một chúng sanh nào còn mang sắc thân này thì còn phải chịu lãnh các cái quả báo thiện và bất thiện.